Vâng, em Loan ô tô cũ Kinh Môn Hải Dương xin chào toàn thể quý vị anh chị các bạn. Và rất cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã luôn luôn đồng hành với kênh mua bán ô tô cũ Kinh Loan trong suốt thời gian qua. Và trong buổi chiều hôm nay, bên cửa hàng em mới về một chiếc Chery Cruze được sản xuất năm 2011 anh chị nhá, trang bị số sàn. Chiếc xe này thì điều đặc biệt hơn đó chính là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, trang bị đầy đủ túi khí cũng như là cửa sổ trời. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán giá vô cùng hợp lý bằng một chiếc xe Việt Nam thôi, 268 triệu đồng cho một chiếc Cruze 2011, cực kỳ hợp lý mà sẽ được nhập khẩu anh chị nhá. Về tổng thành chiếc xe này thì hoàn toàn quý vị anh chị các bạn về không phải làm bất kỳ mục gì luôn. Đấy, xe thì bên em đã cho sơn tỉa và đánh bóng của chiếc xe này rồi, hoàn toàn về sẵn sử dụng. Và mua chiếc xe này về thì anh chủ xe đã ốp mạ chrome đầy đủ những chi tiết cần ốp, cũng như là những cái chi tiết thì cần làm thì chủ xe đã làm rồi, như là ốp đèn này, ốp tay nắm mở cửa này, và tất cả các chi tiết gương và cái phần về chắn mưa rất đẹp luôn, rất bóng. Giá 268 triệu đồng thôi. Xem xe trực tiếp tại cửa hàng đường 388 Long Xuyên Kim Môn Hải Dương và liên hệ qua số điện thoại của em để được chốt mẫu xe này là 0976 08169. Chiếc xe này là một chiếc xe tên tư nhân anh chị nhá, mang biển số Hà Nội, đăng kiểm rất dài luôn, tháng 11 năm 2020. Đây em sẽ đi một vòng cho anh chị và các bạn xem tổng thành ngoại thất chiếc xe này luôn. Đây, đèn này, tất cả cụm đèn, chi tiết đèn này rất là sáng và được ốp hết chrome này, ốp mạ chrome nhá, mới ốp xong nhá, nhìn rất là sáng luôn. Đó, rất đẹp luôn. Và rất hiếm khi có những chiếc xe Cruze mà là một chiếc xe nhập khẩu anh chị nhá, chiếc xe nhập khẩu rất là ít. Đây. Đấy, về cái phần mặt cản này anh chị nhìn này, rất là đẹp luôn, biểu tượng Chevrolet. Đây, gương đèn đây. Bốn lốp trên thì hoàn toàn là tương đối là đều, còn hai cái dàn lốp sau nó mới hơn một chút anh chị nhá. Đây là răng đúc này. Đây, vẫn ốp này. Ốp gương rất là sáng luôn anh chị, các bạn có thể soi gương đây luôn này. Đó, giờ có thể soi gương đây luôn. Đây, tất cả các chi tiết được ốp lên rồi nhá, được ốp rồi. Nhìn rất là đẹp. Anh chị nhìn này, tổng thành này, ngoại thất này. Đó, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, cửa sổ trời. Giá 268 triệu đồng thôi, bao hồ sơ cho anh chị các bạn và chưa có giá vận chuyển anh chị nhá. Đó, đây, về chắn mưa đây. Đây anh chị nhìn này, rất là bóng nhá. Đấy, tất cả cái chi tiết gì có thể là ốp được thì chủ xe đã ốp hết rồi. Nên là anh chị các bạn mua mẫu xe này về hoàn toàn là sẵn sử dụng và mẫu xe rất đẹp luôn. Đó, Chevrolet Cruze. Cảm biến lùi, 4 cảm biến lùi. Xe thì chưa có màn hình anh chị nhá, vẫn là đồ đài nguyên bản thôi. Đây, gầm đây. Gầm mì không hề có hiện tượng mục mọt gì. Chiếc xe này thì anh chị các bạn đến lái thử cũng như đi thử tại cửa hàng em là đường 388 Long Xuyên Kim Môn Hải Dương anh chị nhá. Với một cái chiếc Cruze mà xe Việt Nam đi cũng đã đầm rồi. Và anh chị bước lên một cái dòng xe nhập khẩu thì nó sẽ đầm hơn cái dòng xe Việt rất nhiều. Đấy, đi rất là đầm luôn nhá, số rất là mượt số, không hề có hiện tượng là rát số hay gì. Cam kết cho anh chị các bạn máy nguyên, số nguyên. Đây, nội thất thì hoàn toàn được bọc nội thất mới. Đó, hoàn toàn là nội thất mới hết rồi anh chị nhá. Nhìn rất đẹp luôn này. Đây, trần là trần nỉ này. Trần nỉ, cửa sổ trời anh chị nhá. Đó, cửa sổ trời. Một chiếc xe nhập khẩu. Đây, keo chỉ thì không mất một phân keo chỉ nào luôn. Giá vô cùng hợp lý cho anh chị các bạn mua về sử dụng đi gia đình. 268 triệu đồng. Đấy, cửa đóng rất nhẹ luôn anh chị nhá. Cửa đóng rất nhẹ luôn. Đấy, về cái phần ghế thì hoàn toàn là được bọc nội thất mới rồi. Đây, đây là cái phần lỉ nhá. Với những cái dòng xe Việt Nam thì cái chi tiết ở cái mặt táp lô này thì nó là đều bằng da. Thế nhưng ở trước cái dòng xe nhập khẩu nhá thì cái chi tiết này nó sẽ là bằng lỉ rồi anh chị nhá. Nó bằng lỉ đây. Đấy anh chị nhìn này, đây nó bằng lỉ nhá. Đây, tất cả cái chi tiết đây, lỉ đây. Đó, lỉ phần cánh đây. Táp ly đây. Xe thì hoàn toàn là một chiếc xe gia đình nhá, không có dịch vụ taxi gì hết. Đấy, nội thất rất đẹp cũng như là cái phần cửa sổ trời đây. Hoạt động hoàn toàn bình thường anh chị nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là bóng, rất là sáng. Đăng kiểm rất dài tới tháng 11 năm 2020. Đấy, một chiếc xe Cruze đây. Đó.
xem xe trực tiếp tại cửa game đường 388 Long Xuyên Kim Môn Hải Dương. Và nếu anh chị và các bạn lần đầu theo dõi video clip của em, nhớ ấn nút đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo, like và chia sẻ kênh giúp em để theo dõi những cái mẫu xe mới nhất lên thường xuyên trong ngày. Sau đây em sẽ cho anh chị các bạn kiểm tra luôn cái hệ thống khoang máy của cái mẫu xe Chery Cruise 2011, xe nhập khẩu Hàn Quốc này nhá. Trang bị có động cơ 1.6 thôi. Để anh chị và các bạn có cái đánh giá chi tiết tổng quan. Đấy, tất cả các chi tiết trên chiếc xe này hoạt động hoàn toàn bình thường, không lỗi gì luôn. Và cái hệ thống khoang máy của chiếc xe này đây anh chị nhìn này, máy rất là êm nhá, máy nổ rất là êm luôn này. Không hề có hiện tượng hơi thừa hay là rung nắc gì ở hệ thống khoang máy này luôn. Đấy anh chị này, tất cả chi tiết này. Đấy, không hề có hiện tượng là đâm xô ở đây anh chị nhá, không có hiện tượng đâm xô gì luôn. Đèn đây, đèn nguyên bản này. Một chiếc xe nhập khẩu, giá chỉ bằng một chiếc xe Việt Nam thôi. Ai về cái phần lắp capo đây anh chị này. Keo chỉ lắp capo cũng không hề mất nhá. Không hề mất keo chỉ lắp capo luôn này. Đấy, không hề mất keo chỉ lắp capo. Và lỉ lắp capo đây, lỉ chống ồn này, vẫn còn nguyên này, từ năm 2011 nhá anh chị nhá. Đấy, em quay rất là chi tiết cho anh chị các bạn. Nếu anh chị các bạn ở ngoài Bắc đến trực tiếp tại cửa hàng xem xe. Và quý anh chị các bạn trong khu vực Sài Gòn thì liên hệ qua số điện thoại của em là 0976 08169, để em sẽ hướng dẫn cái thủ tục đặt cọc xe để vận chuyển chiếc xe này vào trong khu vực phía Nam anh chị nhá. Vâng, đó là toàn bộ chi tiết cái mẫu xe Chery Cruise sản xuất năm 2011, số sàn, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Em đang chào bán cho anh chị các bạn với giá là 268 triệu đồng. Đấy, một chiếc xe vô cùng hợp lý cho anh chị các bạn mua về sử dụng. Xem xe trực tiếp tại cửa hàng đường 388 Long Xuyên Kim Môn Hải Dương anh chị nhá. Đây, vô lăng này anh chị này. Vô lăng tích hợp này. Đấy, phím bấm anh chị nhá. Đấy, em sẽ đi lượt qua tổng thành một chút. Đấy, ngoại thất của chiếc xe này hoàn toàn nội thất mới hết rồi. Vâng, em xin dành cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã luôn đồng hành với kênh của em trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn qua những video tiếp theo ạ.